Xin chào tất cả anh em nhá. Anh em ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái loại bẫy chuột rất là siêu hiệu quả ở trong cái miền Nam anh em nhé. Đây là loại bẫy chuột này mà mình xem trên mạng thấy là rất hiệu quả khi mà bắt chuột đồng anh em nhé. Nhưng mà cái bẫy chuột này bắt chuột nhà là cũng hơi khó bắt anh em ạ, bởi vì chuột đồng nó ngu hơn anh em. Còn chuột nhà thì nhiều con nó thành tinh khó bắt lắm. Nhưng mà cũng có cách anh em ạ. Thì cái này cần phải cải tiến lại một chút thì bắt chuột nhà nó mới hiệu quả anh em ạ. Thì mình giới thiệu sơ qua về cái loại bẫy này nhé. Thì cơ chế hoạt động nó là nó có cái cửa này. Thì bạn khi mà mở ra này, mình ấn cái thanh sắt này nó sẽ mở cửa ra. Sau đó nó sẽ kết nối với cái chuột này này. Anh em này. Đấy. Thì nó sẽ quấn vào đây. Nó sẽ kết cái thanh sắt này nó sẽ đè vào đây. Và nó kết nối với cái chuột này. Chuột này. Đấy. Đây này. Đấy. Thì khi mà con chuột nó vào nó ăn thóc ấy thì nó sẽ làm sập cái bẫy này. Đây, kéo ra nhá. Sập, thấy chưa? Đấy. Thì mà khi mà mới mua về thì cái bẫy này cái chỗ mà để cho thóc nó ăn này, để treo thóc này, cho thức ăn này này thì nó sẽ ở cái đoạn giữa này anh em ạ. Thì khi mà con chuột nó vào nó ăn bẫy thì một cái đoạn này nó rất ngắn, thì một nửa thân con chuột là nó đã ở ngoài anh em ạ. Nên là khi mà cái này nó sập vào thì nhìn chung là 50-50 anh em, con được con không, cái có hôm được hôm không. Cái này là mình không phải bẫy của mình, mà cái này là mình mượn của nhà ông chú mình anh em ạ. Ông chú mình bẫy được ông chú mình bẫy khoảng 2-3 tháng không bắt được con nào anh em. Thì mình thấy là cái này là nó có một cái vài vấn đề, thế là mình sẽ về mình đế chế lại anh em ạ, mình sẽ tinh chỉnh lại cho nó chuẩn, sau đấy mình sẽ ra nghĩa đi, mình sẽ đế chế lại, mình tinh chỉnh lại cho nó chuẩn, sau đó mình sẽ đặt bẫy để cho anh em xem kết quả khi mà mình đã hướng dẫn anh em cách cài đặt lại cái bẫy này anh em nhé. Đấy, chỉnh sửa thêm một chút anh em thì mới bắt được chuột nhà, vì chuột nhà nó khôn hơn. Đấy, chuột nhà nó không ngu như chuột đồng, nên là mình sẽ phải tinh chỉnh lại cái bẫy này để cho nó đạt cái tiêu chuẩn bắt chuột nhà anh em nhé. Anh em nhìn thấy chưa, cái chỗ mà để buộc thức ăn này là nó ở đoạn giữa này, cái chỗ này đến cái cửa nó khoảng tầm 10 phân anh em ạ. 10 phân thì có khi hai chân chuột, có khi hai chân sau của con chuột nó vẫn ở ngoài anh em. Con chuột khi mà nó vào ăn lúc nào nó cũng trong tư thế là nó chuẩn bị, nó giật cái nó chạy ra ngoài, nên là rất dễ sổng nha anh em nhé, rất khó bắt. Đấy, thì việc đầu tiên khi mà chế cái này là mình sẽ phải di chuyển cái này vào sát trong này. Đấy, để khi con chuột nó vào nó ăn được cái miếng mồi thì nó cũng phải vào sâu trong cái bẫy này rồi anh em nhé. Đây, cho nó vào hẳn trong này anh em ạ. Đấy. Vào hẳn trong này, là chỗ này từ đây đến đây là 20 phân rồi. Con chuột đảm bảo phải nằm gọn trong này mới nó mới ăn được cái miếng mồi anh em nhé. Thì cái này nó sẽ bị ngắn đúng không anh em? Nó không tới cái này. Thì mình sẽ phải chế cái này khác dài hơn anh em. Xì. Anh em thấy ngon chưa? Đấy. Cái chuột nó chui vào thẳng trong này. Nó kéo cái mồi ra, sập toàn luôn nhá. Đấy, chế như thế. Tiếp theo để mà bắt con chuột này nó hiệu quả ấy, anh em ạ, thì mình phải, cái mồi rất là quan trọng. Thì mình chủ yếu là dùng thóc anh em ạ. Mình phát hiện là cái con chuột này nó thích ăn thóc nhất. Lúc nào nó cũng thích ăn thóc. Đấy. Dùng những cái mồi khác nó cũng hiệu quả, nhưng mà mình thấy là mình dùng thóc là rất là ok. Đấy, sẽ được một cái bọc thóc nha anh em nha. Thì mình sẽ móc nó vào trong này. Đấy. Chuột vào nó nuôi cái thóc này ra. Xong nhá, là toang luôn. Đây còn một cái nữa, nhớ chú mình cũng cài đặt chưa chuẩn. Thì mình sẽ cài đặt nút cái này, sau đó mình bẫy cho anh em xem nhá. Đây. Nút bẫy này mình sẽ đặt ở đây này. Đây, mình sẽ đặt ở cái chỗ này. Anh em nhìn thấy không? Chuột nó chạy mòn ở đây này.
chuột nó chạy mòn lối đi đây. Dặn luôn đây. Vị trí đặt quan trọng hết anh ạ. Đấy. Bẻ que này đi. Đảm bảo để khi mà nó sập bẫy là không có cái gì nó vướng cái cửa này anh em nhé. Để cái con chuột nó đỡ chạy thoát. Đấy. Đấy xong rồi. Đấy anh em ơi, cái bẫy này là bẫy thứ hai. Sau khi mình tinh chỉnh theo tiêu chuẩn rồi thì mình sẽ đặt vào trong bếp này. Chỗ mà chuột nhà mình nó rất hay qua lại anh em ạ. Đây anh em có thể thấy này. Sau một vài ngày mình tha mình không bắt bọn chuột này là nó lại ỉa đầy bếp nhà mình rồi này anh em ạ. Nhìn thấy cứt chưa? Nhìn thấy phân nữa chưa? Đấy thì mình sẽ đặt ở chỗ này. Ui, sập. Anh em thấy vậy không? Đấy. Chỗ này chuột rất hay qua lại, nó hay chui qua cái đường ngoài đường sáng sáng đấy anh em, chỗ mé vườn đấy. Từ ngoài vườn nó chui vào trong này rồi nó hoành hành bếp nhà mình này, này. Phần nó này, này vẫn mới cống này. Đấy còn ẩm ẩm đấy anh em. Đấy. Rồi chờ thôi nhá. Sáng rồi anh em ra thăm bẫy nào. Gà. Đây là khu vườn nhà mình anh em. Anh em thấy vườn nhà mình rộng không? Đây anh em này, chuột nó đi mòn cả đất này. Đây. Ồ. Không sợ anh em ạ. Cái bẫy này không được. Giờ xem cái bẫy khác xem nào. Ô, vừa rồi mình kiếm được thêm mấy cái bẫy nữa anh em ạ. Nên là hôm nay có khoảng 4 cái bẫy. À 5 cái bẫy chứ. Có 5 cái bẫy anh em ạ. Quả này cũng không dính. Ô. Vãn chuột rồi. Từ khi mà mình làm video này là mình bắt gần 100 con chuột rồi anh em ạ. Còn nhiều cái video mình còn chưa sâu lên cho anh em xem. Nên là chuột nó cũng vãn vãn rồi anh em. Bây giờ chuột hiếm lắm. Không nhiều như ngày trước và nó ỉa đầy bếp như nhà mình ngày trước đâu. Đây, một cái bẫy nữa mình bẫy chỗ gốc cây khế này. Xem nào. Được con nào không? Ô men. Hết chuột rồi à? Không có. Còn hai cái nữa. Đây một cái mình bẫy sau nhà. Hy vọng cái này dính anh em. Rồi. Xem nào. À ngon. Hello. Một con chuột rồi. Thân pháp nhanh cứ. Ô men. Ăn bọn em chuột xạ rồi. Ôi quá. Đấy anh em nhìn rõ. Sao đợt này nắm cái con chuột này ấy? Không biết tại sao đợt này toàn cái con chuột xạ này. Bắt được mấy con rồi. Đấy. Cho vào thùng. Đấy anh em nhá. Rất nhanh nhẹn nhá. Đấy, chạy.
là tìm cách thoát thân. À, nhảy chân ngắn không ra được anh em ạ. Cái chuột bình thường nó nhảy phát ra anh em. Con này chân ngắn không ra được. Còn riêng cái bọn chuột cống nó nhảy phát ra khỏi cái thùng này. Rồi vào thăm cái bẫy ở trong bếp anh em. Đây rồi, dính một em đây rồi. Buổi hôm trước khi mình xét bẫy là mình đặt cạnh cái máy giặt anh em ạ. Nhưng mà cái máy giặt mỗi lần là nó hoạt động ấy là nó toàn nạp sập cái bẫy này, nó rung anh em. Nên mình phải chuyển ra đây thì đã bắt được con chuột này đây anh em. Như vậy là một ngày đã bắt được hai con chuột rồi. Bây giờ sẽ đặt bẫy tiếp để xem có bắt được thêm không anh em nhé. Ê, tối mình ra xem nhé. Không đợi được đến sáng hồi hộp nữa anh em ạ. Ra ăn tái luôn, xem qua xem có bắt được con nào không. Cái bẫy này không bắt được chuột anh em. Xịt. Hết chuột rồi. Xem cái bẫy kia. Đây, một cái mình để ra góc này. Sợp rồi. Không biết có bắt được chuột không? Để mình bới ra nhé. À đây rồi. Một em. Ừ. Con chuột này hơi bé anh em. Hết chuột to rồi. Toàn chuột bé rồi. Rồi mình sẽ xét lại bẫy đợi đến sáng hôm sau xem thế nào anh em nhé. Đây, nãy ra sau nhà xem thế nào. Ở đây rồi. Ừ. Kêu à? À con này. Con này to rồi. Khá to anh em ạ. Trời ơi. Mấy cái con chuột cống bằng bắp đùi này mà hết sạch rồi. Rồi bắt chuột bé rồi anh em ạ. Có khi là mình bẫy những cái bẫy kia là bắt hết chuột to rồi. Giờ rồi à. Hết nạc vải bên xương anh em ạ. Toàn chuột bé. Nhưng dẫu sao con chuột này cũng to hơn mấy cái con chuột mới hôm trước. Không thoát được đâu em. Cố làm gì. Ui nó ăn hết thóc luôn anh em này. Đấy, xé tan cái mồi luôn. Thôi nằm đấy nha. Mình xin. Ra đây để xem là. Đây mình đặt một cái bẫy chỗ này để xem nó có bắt được không. À đấy. Ô. Lại một em chuột xài anh em ạ. Sao nhiều thế nhỉ. Tự dưng đợt này rất nhiều chuột xài anh em ạ. Mình không hiểu tại sao luôn. Quá nhiều. Bắt được miếng tỏi. Đấy. Mùi hôi lắm anh ạ. Mỏ rất dài. Đấy. Công nhận anh em ạ. Con rũi này hôi quá anh ạ. Hôi dã man luôn. Đấy anh em nhá. Thì vừa xong là mình đã hướng dẫn anh em cách bẫy chuột bằng cái cảm đồng này anh em ạ. Đấy. Thì cũng rất hiệu quả anh ạ. Mình đã bắt được 4 con. Người hồi bắt. Nhưng mà trong đó thì bắt được 3 con rũi rõ hôi. Ừ. Đấy, đấy. Anh em cứ áp dụng theo cách của mình nhá. Đấy. Chúc anh em bắt được nhiều chuột nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá. Chào tạm biệt anh em nhá. See you again. Hồi quá.